Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Máy này không lên máy buổi trưa cho anh em này, lên cho anh em mấy cái cục máy nè. Đó. Với lại là ba con bơm nước anh em. Cái này em bán là hàng chưa dọn bao hơi bao lửa nha. Đó, đầu máy bên này là Mitsubishi T200 không nha anh em. Nồng nó đến 39 lần 39 ly lần ha. Nó đến là 43 cc lần đấy anh em. Ở dưới thì có ba con bơm nước. Rồi, anh em nhớ giùm em là chốt hàng cái buổi trưa này thì em sẽ cái nào em bao hơi bao lửa thì em sẽ nói bao hơi bao lửa ha. Đó, còn cái nào mà em nói không bao thì em sẽ không bao. Đó thì anh em xem theo dõi kỹ cái nào ưng ý mình ok rồi mình hãy chốt nha. Đó, với lại cái giá trên đây là chưa có tính phí ship nha anh em. Ví dụ như anh em chốt cái máy trên đây là 1,3 triệu, cái đầu này 1,3 triệu thì anh em cộng thêm cái phí ship giùm em nó tầm mấy chục ngàn nữa ha. Đó, là nó như vậy nha, là chưa có bao phí ship, chỉ là bao hơi bao lửa. Hàng này là hàng chưa dọn nổ, mình về mình biết làm nó mới nổ nha, biết làm, biết xúc chỉnh chế, biết căn chỉnh rồi lại nó mới nổ. Còn mình tay ngang thì khuyên anh em đừng nên mua đó ha, nó như vậy thôi. Rồi thì ở hàng trên này thì ba cục này là ba cục Mitsubishi T200 nha anh em. Em bán đồng giá là 1,3 triệu một cục cộng thêm cái phí ship nha. Cái nồng con này là nó đến 39 ly lần anh em, 39 ly lần ha. Nó 43 cc á. Thì con này á, thì trên máy đeo lưng nha. Khung bọng đồ banh chành hết rồi thì em sẽ gỡ ra bán cái đầu máy cho anh em thôi. Đó thì tum lớn bố lớn nè. Đó thì cái này á, thì anh em về mà gáp vô mấy con máy mà xà phân xà lúa chạy là bao bóc luôn. Đó, máy xà phân xà lúa ha, mà gáp mấy cái đầu mà kiểu như mà mấy cái mà Mitsubishi mà TU43 rồi đó, hay là những cái con mà bình xăng dưới đó, anh em gác mấy cái đầu này lên ha, thả cái bình xăng trên nên nó chạy là phải gọi là thôi dồi luôn, cả sai là chạy không lại luôn nha anh em. Đó thì 1,3 triệu một cục thì bao hơi bao lửa cho anh em nha. Đó, bao hơi bao lửa, mồi xăng nổ mà biết này có mình nên nè, mấy đứa nó về hết rồi. Đó thì 1,3 triệu một cục ha, em có đánh dấu nè, số 5 nè, số 6 nè, số 7 nè ha. Đó, máy đẹp, bao hơi bao lửa nha. Mấy cái này thì chừng nữa em gắn đầy đủ cho anh em hết nha anh em. Đó, nói chung là máy tum lớn nha, máy tum lớn á, tum lớn bố lớn, về gắn cái độ bình xăng vô hoặc là gắp xịt thuốc hay là gắp xà phân gì cũng ngon hết, hay là chế cháo thì siêu mạnh nha anh em, tới 39 ly lần mà. Đó thì bao hơi bao lửa hết nha. Thôi kéo cho anh em nghe nè, thấy không, hơi bọc nha anh em. Con này là con số 5 ha, anh em chốt thì cục này là số 5, cục này là số 6 nè, nói chung ba con này nó chen nha. Thôi đó, cục đó là số 6 ha, còn cục này là cục số 7. Số 7 này là màu cam, nó để là tem Kubota nè. Đó, này màu cam thì để Kubota ha, 420. Đó thì nó là nồng của nó là 39 ly nha nè, 39 ly ha. Nó 43 cc chạy bao mạnh luôn. Đó, nói chung con nào con nấy cũng còn khá đẹp nha anh em. Mấy cái áo này áo sắt thì về lúc nào cũng phải chốc sơn à, về anh em chịu khó sơn lại cái là cái máy mới chát ha. Đó, 1,3 triệu một cục nha anh em, lưu ý hàng bao hơi bao lửa chưa có dọn nổ nha anh em. Đó, mấy con này thì về chạy siêu dữ rồi, Mitsubishi T200. Đó rồi ha, con số 5 1,3 triệu, 6,7 luôn, cũng 1,3 triệu một con. Đó, bao hơi bao lửa cho anh em hết. Rồi xuống đây là con số 8 là con bơm nước nha, bơm nước con này hiệu Nativo anh em, HM26 ha. Cái con số 8 này thì 1,1 triệu nha, 1,1 triệu thì là chưa có gồm phí ship nha anh em, 1,1 triệu anh em cộng thêm cái tiền ship ha. Con này thì nói chung hình thức máy thì khá là đẹp nha, rất là sáng. Đó, cái thông số của nó bên đây nè, nó chạy được 115 lít trên phút hay gì nè. Hút là hút 235 rồi xả 25 hay gì nè, anh em xem giùm em ha. Nói chung bơm nước này em cũng ít khi nào mà làm đó lắm, tại vì làm cắt cỏ anh em chốt hàng làm không kịp, cắt cỏ có giúp bơm nước này ít làm. Đó thì con này nồng 34 ly anh em, 26 cc ha, trợ lực chế quanh gò luôn nè, HM26 nha, dòng Nativo cũng bao hơi bao lửa luôn nha, bán như trên video, anh em xem hàng kỹ ok thì mình chốt nha. Đó, biết làm hả, chốt nha. Con này thì chạy chế quanh gò luôn nha anh em, chế quanh gò thì dễ làm mày, bao hơi lửa nha. Đó, thấy không, di dịch mới chát luôn, hơi nè anh em, nghe hơi nè. Đó, thấy không, đó hơi bọc nha,
Nói chung mấy con này là về làm chế lên ổ hết, hơi hám là em đã kiểm tra hơi ngon lành hết rồi nha anh em. Rồi 1,1 triệu cho con số 8 này nha. Đó, con số 8 con bơm nước đó. Rồi tiếp theo con số 9, số 10 cũng là 1,8 triệu luôn nha, ổ 1,1 triệu luôn nha anh em. Cái dòng này dòng Gobin ha, máy này khá đẹp luôn, máy này rửa lên cái là mới chát luôn. Đó, bình xăng trên máy này rất đẹp nha nè, máy này anh em về vệ sinh là một cái là rất là đẹp nè anh em thấy không, lao xương nhưng mà đẹp nè. Rồi nồng con này là 33 ly nha em, mấy con này nồng 33 ly ha. Đó, máy móc hình thức thì như video là anh em xem kỹ giùm em ha. Đó, hai con này nó y chang nhau hả, con màu đỏ thì nó sạch hơn nè, nói chung thì nó y chang nhau không khác hết. Bô nè, sáng trưng thấy không, máy rất đẹp nha em. Bô sáng trưng không nè. Đó, cái con này thì đâu, cái thông số nó bên đây này nha em, mấy cái bơm này nó có lúp bê hết nè, anh em chỉ cần mồi nước vô dục cái ống dây xong là mồi nước nó lên nè. Rồi số 9, số 10 triệu mốt còn ha, máy bao hơi bao lửa hết hơi nè, đó thấy không. Hơi bọc bọc nha anh em, nha ngon lành hết, đầy đủ đồ hết nha. Đó, anh em chốt thì nhớ giùm em là cộng thêm cái tiền ship nha, em không có bao ship ha, khá đẹp. Đó, rồi 6 con ngắn gọn ha, buổi trưa. Đó thì anh em làm được con nào thì liên hệ trực tiếp giùm em nha, là 0972 949 527. Anh em xem nhé, cho em xin một lượt đăng ký kênh và một dấu like ha. Đó, tại vì bơm nước này thì nói chung cũng có về thường xuyên hoài hà nhưng mà không có thời gian làm. Đó, thì bán cho anh em nào biết làm thì làm, hoặc là mình mua về mình có thể ra thợ kêu nó làm, nói chung là xuất chỉnh mình sang con thì nó tầm cỡ vài chục ngàn thôi anh em. Đó thì nó như vậy thôi ha, thì giá thì nó rẻ rồi. Đó thì anh em nhắm làm được thì bình biến kiểu nào đó thì mình làm, còn mà nếu như sợ không biết làm thì thôi cho qua ha. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip chiều nay anh em.